Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ qua tới cái phần chúng ta sẽ qua tới cái phần chia sẻ của chị Nguyệt. Thì chị Nguyệt hiện tại đang là CMO của bên Dropji, thì Tú xin phép được mời chị Nguyệt lên sóng ạ. À, vâng, em chào chị Nguyệt. Chị Nguyệt có nghe em nói rõ không? Hello Tú có nghe một đấy. Mọi người nghe Dạ rõ dạ dạ vâng, nghe em nghe rất rõ. không? Mọi người nghe có rõ không thì comment cho chị Nguyệt thấy nhé. Ok. Người có xe cái màn hình á thì không biết là mọi người có nhìn thấy chưa ta? Vậy em xin nhường lại sân khấu cho chị nha. Vâng, cảm ơn chị. Rồi, ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn Tú. Thì xin chào gia đình UAN. Cảm ơn Tú đã mời Nguyệt tham gia và Nguyệt cũng rất là vui khi lần đầu tiên Nguyệt được tham gia chia sẻ với lại cộng đồng marketing về cách mà Nguyệt xây dựng đội ngũ cũng như là vận hành team marketing trong một cái startup công nghệ mà đang phát triển rất là nhanh như là Propzy. Thì những cái kinh nghiệm này cũng giống như anh Quỳnh Hoàng mới nói thì Nguyệt cũng đúc rút từ những cái kinh nghiệm của khá là nhiều năm làm việc chinh chiến trong tất cả các lĩnh vực như là advertising, branding và marketing. Và Nguyệt cũng sẽ xin phép là Nguyệt sử dụng tiếng Anh rất là nhiều trong trong cái slide presentation này. Và trong 15 phút mà Nguyệt có đó thì Nguyệt sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái chủ đề như sau. Thứ nhất, mình cần hiểu được là PropTech là gì và PropG là ai. Thì sau đó mình có thể giải thích được cho các bạn rõ hơn là tại sao mình lại có những cái quyết định xây dựng cái cơ cấu của một cái team như vậy để cho phù hợp với lại cái mô hình của doanh nghiệp hiện tại. Thứ hai là người sẽ giúp cho các bạn phân biệt được cái marketing truyền thống nó khác gì với lại những cái marketing ở các công ty công nghệ hiện hiện tại, và ở khi mà mình làm việc ở một cái công ty công nghệ thì nó có những cái thuật ngữ, những cái chỉ số, những cái KPI như thế nào. Thứ ba là người sẽ share cái cấu trúc của team marketing mà người đã set up cho một cái công ty công nghệ. Và cái cuối cùng là sẽ đi qua với các bạn một số những cái KPI quan trọng, cái cách set up và tracking những cái KPI đó như thế nào. Nhưng mà đặc biệt là mình làm thế nào mình phải khuyến khích được các team để đạt được cái KPI mà mình đã đặt ra. Thì không biết là đến giờ mọi người vẫn vẫn follow up, vẫn nghe rõ những gì mình đang nói đúng không ạ? Alo, Vâng, mọi người vẫn nghe rõ hy chị vọng nói là là dạ vẫn nghe rõ. ok rồi. Thì Nguyệt sẽ trình bày phần đầu tiên. Mọi người nhìn thấy cái slide của hệ sinh thái PropTech chưa? Thì hy vọng là mọi người đã nhìn thấy cái slide này. Thì PropTech nó là sự kết hợp của property và technology. Nó nhằm mô tả một cái hệ sinh thái của các cái công ty có ứng dụng công nghệ vào trong lĩnh vực bất động sản. Thì đây là một cái thống kê theo cách hiểu của một cái nhóm cộng đồng về PropTech thôi. Còn cái hệ sinh thái này mình thấy là ở trong đây nó sẽ bao gồm các cái công ty listing, các công ty marketplace, tức là các công ty mà đăng tin quảng cáo về bất động sản online, hoặc là những cái công ty có hỗ trợ trực tiếp những cái việc giao dịch bất động sản như là Propzy, hay là những cái công ty mà họ ứng dụng cái công nghệ trong bất động sản như là những cái công nghệ như là Smart Home. Thì trong cái hệ sinh thái này mình đang thấy Propzy được biết đến như là một cái tech enable brokerage, tức là một cái môi giới bất động sản mà có ứng dụng công nghệ. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái bước đi đầu tiên của Propzy, và tháng 7 năm ngoái thì Propzy cũng đã ra mắt cái hệ sinh thái nền tảng tiên phong là gọi là Firetech, nhằm cung cấp trọn trọn gói các dịch vụ liên quan đến đầu tư bất động sản này, tài chính này, bảo hiểm cho khách hàng. Và cái trang web của Propzy á thì cũng được biết đến như là một cái cổng thông tin mà ở đó chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng chỉ cần one click hay two click thôi, các bạn cũng có thể tìm hiểu được những cái thông tin, đầu mối thông tin, tất cả những cái gì liên quan đến đến thông tin tìm kiếm trong cái việc giao dịch bất động sản.
những cái bản đồ tích hợp giữa quy hoạch và giá nhà đất, hay là những cái kiến thức về pháp lý, thẩm định giá, hay là chia sẻ kinh nghiệm mua bán, kiến trúc, phong thủy, đúng lại là tất tần tật trong một cái cổng thông tin. Thì để mà cái team marketing vận hành như thế nào để có thể đáp ứng được những cái mục tiêu ban đầu về sản phẩm, về product như vậy và các cái dịch vụ như vậy, thì cái team marketing của chúng tôi á, ngay từ đầu là Nguyệt đã set up một cái mục tiêu rất là rõ ràng khi mà xây dựng cái team marketing. Tức là làm sao mình phải tạo dựng được một cái đội ngũ marketing mà không chỉ là làm tốt những cái nhiệm vụ là xây dựng hình ảnh cho thương hiệu PropG, đưa tên tuổi của PropG ra thị trường, vì mọi người biết là PropG cũng rất là mới, mình cần phải tạo brand awareness, đúng không ạ? Cái nhiệm vụ thứ hai nữa sau cái việc mà mình tạo brand awareness á, là mình phải tạo được cái brand trust và brand love, và trong một cái thời gian nó rất là ngắn. Đối với lại tất cả những cái công ty startup và công ty công nghệ thì cái thời gian của chúng tôi nó tính bằng ngày, bằng tháng, chứ nó không còn là những cái chiến lược dài hạn, dài hơi bằng năm. Thường là chiến lược, kế hoạch nó sẽ luôn luôn được thay đổi rất là nhanh chóng và rất là linh hoạt để cho nó thích nghi kịp với lại cái tình hình của cái thị trường này và tình hình của cái business hiện tại mà mình đang gặp. Thì với lại cái những cái yêu cầu như vậy á, cái đội ngũ marketing họ phải là những cái chiến binh, thực sự đúng là một chiến binh, bởi vì họ phải sẵn sàng làm việc bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào, và mọi cái mục đích, mục tiêu chỉ nhắm vào một cái mục tiêu cuối cùng chung của toàn bộ cái doanh nghiệp thôi. Thì đó là hai cái yếu tố, hai cái mục tiêu để đặt ra để tạo dựng, xây dựng một cái organization của marketing. Và cái yếu tố rất là quan trọng để xây dựng được một cái đội ngũ marketing hùng mạnh trong cái công ty công nghệ á, đó chính là cái đội ngũ về digital performance và cái đội ngũ growth marketing. Những cái người mà họ phải chịu trách nhiệm đem khách hàng trực tiếp từ online về cho công ty, thì đây chính là cái sự khác biệt rất là lớn trong cái mô hình giữa công ty truyền thống và các cái công ty công nghệ. Thì không biết là các bạn có biết nó là, nếu mà nói một từ thì nó là cái gì không ạ? Chắc mình trả lời luôn, nó là chính là từ grow. Mình sẽ ít nghe thấy cái từ grow marketing ở những cái brand truyền thống khi mà làm marketing, nhưng mà mình sẽ nghe rất là nhiều, giống như business của anh Hoàng là Chatwood cũng vậy, cái từ grow marketing nó rất là familiar với lại chúng ta. Thì ngày xưa khi mà chúng ta làm marketing thì chúng ta chỉ thấy là mình chạy print ad rất là nhiều, đúng không ạ? Mình chạy display, digital display ad, rồi mình phát brochure, tờ rơi, mình làm những cái activation event hoành tráng, hoặc mình làm những cái activation ở siêu thị. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển qua bắt đầu marketing trong thời 4.0 thì những cái nền tảng ứng dụng công nghệ chúng ta lại thường xuyên nhắc đến những cái kênh khác, những cái channel khác, những cái thuật ngữ khác, ví dụ như là marketing from online to offline, hay là omnichannel, hay là ecosystem, hay là social commerce, rồi livestream, rồi online shopping. Thì những cái thuật ngữ đấy nó bắt đầu trở nên quen thuộc hơn, và những cái thuật ngữ đó cũng chính là những cái công việc mà một cái grow team, một cái grow marketing họ đang rất là tập trung, rất là focus trong các công ty công nghệ để họ có thể lấy được những khách hàng từ cross channel, từ omni channel. Và trong nội bộ thì mình thấy là mình có rất là nhiều những cái nền tảng hỗ trợ, những cái platform, những cái dashboard, cái automation hay là business intelligence để mình có thể phân tích và tự ra quyết định. Ở một số cái công ty công nghệ khác thì mình dùng một số cái nền tảng để mình collect được data, mình xây dựng những cái
Những cái platform có sẵn về data warehouse để mình manage cái data của mình, nhưng mà tại proxy thì proxy xây dựng in house hết, mình có build những cái data warehouse riêng của mình có platform, mình có dashboard, mình có BI business intelligence để phân tích và ra quyết định hết. Cho nên là toàn bộ là ở trong online mình, ở trong trong nội bộ mình đều cùng trao đổi để tạo ra những cái công cụ giúp cho mình có thể phân tích, định hướng những cái quyết định trong không chỉ marketing mà trong business nữa một cách chính xác và nhanh chóng hơn. Thì ở trên slide này các bạn có thể thấy nè, ngoài những cái mối quan tâm của chúng ta khi mà chúng ta làm marketing á, chúng ta cần đặt ra một số cái câu hỏi kinh điển kiểu như là objective, key objective là gì, customer profile của khách hàng của sản phẩm mình là ai, customer journey của họ như thế nào, touch point, tử huyệt cảm xúc của khách hàng là gì, cách nào để làm cho khách hàng happy ở mọi cái touch point mà mình mong muốn. Thì ở những cái công ty startup và những cái công ty công nghệ như của Proxy á, thì cái câu hỏi mà một luôn luôn đặt ra, gọi cái câu này hay trêu mấy bạn là câu hỏi thần thánh á, cho mọi cái kế hoạch và chiến lược á, mà các bạn manager ở các team bên dưới đặt lên á, là cái kế hoạch hay cái chiến lược này nó có mang lại cái sự tăng trưởng trong số lượng về lead, lead tức là cái số người mà họ quan tâm và họ có nhu cầu thực sự đến cái sản phẩm và dịch vụ của mình, hay là cái khả năng scale up của cái hoạt động này nó có lớn hay không. Thì những cái đó nó sẽ quyết định đến là cái kế hoạch và những cái proposal của các bạn có được thông qua hay không. Như vậy thì ở đây á, ở đây theo Nguyệt biết thì cũng có rất là nhiều bạn còn đang học đại học đúng không ạ, hoặc là những cái bạn rất là mới ở trong lĩnh vực marketing, thì cũng có một cái lời khuyên nhanh cho các bạn là để mà các bạn làm được marketing ở trong cái thời đại mới nữa thì mình cần phải bắt đầu mình nghiên cứu, mình học hỏi về cái lĩnh vực này, mình hiểu được các cái thuật ngữ này và mình tìm kiếm sâu hơn, hiểu sâu hơn. Và đây là cái slide mà muốn giới thiệu đến các bạn một cái sự rất là khác biệt trong mô hình marketing của cái công ty công nghệ, đó chính là mô hình dạng phễu. Thì trước đây như các bạn biết, những cái mô hình marketing truyền thống thì mình thường có những cái hoạt động ở trên những cái bề nổi của cái chữ stranger và cái traffic đó, là rất là nhiều những cái hoạt động từ online đến offline, cái hoạt động về brand, activity, PR và event để tiếp cận với lại những cái khách hàng, những cái người mà mình chưa từng biết đến cái brand của mình. Nhưng mà ở công ty của Proxy á, mình không chỉ là tập trung vô những cái hoạt động marketing truyền thống đó, mà mình còn có một cái phần trăm focus và trọng số vào một cái phễu để làm marketing cho những cái phễu là những người mà đã trở thành khách hàng, trở thành user, trở thành subscriber hay là trở thành lead của Proxy. Thì để một giải thích thêm về về cái phễu này cho mọi người hiểu thêm, có thể là các bạn cũng còn rất là mới với lại cái mô hình này. Ví dụ mình đặt tình huống mình là một người chưa hề biết gì đến Proxy, và thông qua các cái kênh marketing truyền thống hay là những bắt gặp được những cái quảng cáo online của Proxy thì mình biết đến và mình ghé thăm cái website của Proxy, thì từ đây mình đã trở thành cái traffic, một cái người view và thường xuyên ghé thăm. Và khi mà chúng ta có ý muốn đăng ký để tìm hiểu thêm thông tin á, thì chúng ta bắt đầu là trở thành cái người user, hay là chúng ta có nhu cầu luôn mua bán căn hộ, cho thuê căn hộ, thì chúng ta đã trở thành người mà Proxy gọi là lead. Thì các cái lead này á, được chuyển đến với lại cái bộ phận CS là customer service để họ có thể thực hiện cái quy trình gọi là KYC, là know your customer. Và
Với cái quy trình này á, họ sẽ xác định thêm được, tìm kiếm thêm được những cái thông tin về khách hàng và hiểu rất là rõ, hiểu chính xác nhất nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là khách hàng có budget bao nhiêu, khách hàng muốn mua nhà ở hướng nào, diện tích bao nhiêu. Và sau đó thì mình chuyển họ, khi mà mình nắm bắt được toàn bộ những cái thông tin đó của khách hàng á, thì mình chuyển cái nhu cầu của khách hàng đó lên một cái hệ thống, và hệ thống nó sẽ matching, hay là nó làm cái động tác là mapping với lại những cái giỏ hàng mà mình đang có ở trên hệ thống, rồi sẽ có một nguyên một cái đội ngũ sale để giúp đỡ hỗ trợ khách hàng trong suốt một cái quá trình giao dịch. Thì hiện tại ở Propzy cái đội ngũ sale của mình đã lên tới là 400 người rồi. Available ở tất cả các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho khách hàng. Thì khi mà khách hàng họ thích, họ chọn xong cái bất động sản đó, họ thích cái bất động sản đó thì họ sẽ đi tham quan và họ bằng xe của Propzy và được tư vấn đầy đủ thông tin về toàn bộ cái thủ tục và quy trình giao dịch để có thể chốt deal. Thì sau khi chốt deal xong á, thì Propzy có những cái chương trình chăm sóc để mà duy trì khách hàng, cũng như là upsell, cross-sell với lại khách hàng và biến họ trở thành một cái khách hàng khác trong cái hệ sinh thái của Propzy. Thì đó là cơ bản được giới thiệu cho các bạn về những cái khác biệt của một cái marketing công nghệ, nó khác nhau như thế nào. Thì để mà phục vụ được cái sự khác biệt đó thì mình cũng phải tổ chức một cái cơ cấu bộ phận marketing nó cũng khá là hoàn chỉnh và nó khác hơn so với lại những cái cơ cấu khác về mặt trọng số, mức độ quan tâm, priority và cái mức độ focus cũng như là mức độ mà investment. Thì ở đây như các bạn thấy nè, hiện giờ là Nguyệt đang có khoảng 8 cái bộ phận under team của marketing. Và team marketing hiện tại của Propzy thì khoảng hơn 40 người. Nhìn bên tay trái á, thì các bạn sẽ thấy là Nguyệt chia ra một bên á, là những cái bộ phận phục vụ những cái hoạt động fundamental, những cái hoạt động rất là cơ bản và nhưng mà rất là cần thiết đối với lại một cái sự phát triển của một cái brand. Đó là team brand này, team PR này, team event. Mình với lại cái objective cho cái team này á, là họ phải xây dựng được hình ảnh, tiếng tăm cho thương hiệu, gắn kết với lại cái khách hàng ở những cái điểm chạm truyền thống như là TC, tụi mình gọi là những cái trung tâm giao dịch. Thì hiện tại với cái team này cũng cơ cấu lên đến khoảng hơn 15 người cho cái team này. Các bạn nhìn ở bên tay phải á, thì mình thấy nãy giờ mình nói grow marketing đúng không ạ? Đây là chính là cái khác biệt trong một cái cấu trúc marketing của một công ty công nghệ. Thì ở đây á, cái grow team hiện tại á, mình cũng đang có khoảng hơn 10 bạn. Thì các bạn này đang focus vào để tập trung vào cái việc mà làm thế nào để tăng cái digital performance, làm những cái hoạt động như là in-house, như là chạy ad, chạy Facebook, Google, SEO, làm inbound content, làm rất là nhiều những cái channel liên quan đến engaging customer từ online xuống offline. Và cái gọi là cái nhiệm vụ quan trọng khác nữa của cái team grow này là họ phải làm sao tìm ra được những cái pain point của khách hàng khi mà khách hàng giao dịch ở trên cái nền tảng của Propzy, và để cải thiện những cái pain point đó giúp cho smoothly cái quá trình giao dịch. Ngoài ra họ cũng phải kết hợp với lại team gọi là team business and partnership để mà tạo dựng những cái mối quan hệ với các cái partner khác để xây dựng một cái hệ sinh thái, những cái tiện ích dân cư và tăng cái trải nghiệm khách hàng cho Propzy. Thì đó là những cái bộ phận mà Nguyệt gọi là business owner chính của team marketing. Thì các bạn có thể nhìn xuống bên dưới á, là mình thấy có một cái mảng màu xanh gọi là nền tảng
giống như cái gốc rễ của một cái cây đó, thì ở đây á là chính là một xây dựng một cái mô hình gọi là agency in house và self service, để với lại những cái function như là research này, media này, content production này, rồi design này, để các bạn có thể là tạo ra những cái tác phẩm, những cái creative concept, những cái visual, hình ảnh, video cho những cái campaign của proxy. Tại sao Nguyệt chọn làm tạo ra một cái mô hình in-house agency ngay tại proxy bên cạnh? Ngày xưa mình thấy là agency với lại marketing thì nó sẽ gọi là client đó, nó sẽ tách biệt nhau, nhưng mà ở đây mình đang combine là two in one, bởi vì là ngay khi bắt đầu xây dựng cái team á, thì mình nhận thấy là một cái khá là challenge, nó là mô hình của proxy á, là một cái mô hình hoạt động nó cũng rất là mới, mô hình business mới. Hiện tại cũng chỉ có proxy là mô hình business đầu tiên về giao dịch bất động sản công nghệ thôi. Cho nên là mình cần phải có ngay một cái agency ở trong nhà để mình có thể hiểu được cái business need và mình tác chiến được kịp thời ngay. Thì ở bên dưới các bạn có thấy có một cái đặc điểm khác là mình thấy xuất hiện một cái team research nằm ngay trong nhà, và đây cũng là cái rất là khác biệt của một cái công ty công nghệ, một cái marketing team công nghệ. Vì proxy đang sở hữu rất là nhiều data của khách hàng, của tất cả các giao dịch thật, và cũng như là những cái thông tin liên quan đến giao dịch, cho nên là mình với lại những cái thông tin này á, mình có thể hiểu rõ khách hàng hơn, hiểu rõ nhu cầu, hiểu rõ thị trường, nắm bắt được thông tin. Cho nên là mình tận dụng lợi thế này để mình có ngay một cái research in-house, để mọi cái quyết định cũng như là cái chiến dịch của marketing đều được chính xác và nhanh hơn thông qua cái kết quả của quá trình survey hay là research analysis ở trong team. Thì tiếp đến Nguyệt sẽ trình bày là cái cách mà làm thế nào Nguyệt xác định được cái KPI, define cái KPI cho các bộ phận trong team cũng như là mỗi cái cá nhân, để làm sao nó phù hợp với lại mục tiêu của tổ chức, và nó cũng sẽ fair nhất cho tất cả các cá nhân. Thì cái này là cái mà gọi là khá là nhức đầu trong team, bởi vì cái gì nó cũng mới hết, cho nên gần như là mình không có benchmark để mình hiểu được là cái KPI hiện tại nó đã phù hợp và nó đã hợp lý phù hợp, và nó đã giúp cho mọi người push mọi người moving chưa. Thì cái KPI á, mình đang làm nó dựa trên cái mô hình OKR, tức là Objective và Key Result. Thì mình lấy cái KPI từ chính của công ty, đó cũng chính là cái khả năng grow về cái target, Objective grow về revenue cũng như là grow về số lượng lead và traffic trên website. Thì ở đây á, mỗi cái KPI của các cái bộ phận con nó sẽ đóng góp trực tiếp và hay gián tiếp vào KPI của toàn bộ cái team marketing. Nhưng mà cho dù KPI đó là gì á, thì cái contribution nó sẽ là contribution tổng của toàn bộ team, để mà mình kích thích được cái tinh thần gọi là teamwork ở trong team, cũng như là mình cũng có thể kích thích được cái khả năng ownership, chịu trách nhiệm trên KPI của từng team. Ở đây Nguyệt có summary lại, tổng kết lại những cái KPI lớn mà team marketing thường xuyên coi, thường xuyên kiểm soát mỗi ngày, hàng ngày, daily checking, weekly, monthly checking. Và các bạn ở trong team của Nguyệt đều rất là rõ những cái con số này, và các cái từ cái impression cho đến traffic, user,
theo cái phễu mà mình đã định, cũng như là cái conversion rate, là cái tỷ lệ chuyển đổi, để mà mình thấy được cái hiệu quả của marketing, cũng như là hiệu quả của những cái việc mình invest cho marketing, những cái budget mà mình invest cho marketing. Và trong cái bảng tổng kết này thì mình cũng thấy là toàn bộ những cái KPI này nó cũng đang fulfill cho nguyên một cái quá trình mà mình lọc cái phễu đó, tức là từ acquisition, cái người mới vào, đến chuyện activate cái user đó như thế nào, retention họ, và làm thế nào để chuyển đổi, convert những cái user đó thành revenue. Thì mình có nguyên full một cái bảng summary của KPI. Còn đối với lại vai trò CMO như của Nguyệt đó, thì cũng có vai trò của CMO thì chắc chắn mình phải đọc, thứ nhất là rất là nhiều plan, nhiều, rất là nhiều proposal, rất là nhiều báo cáo dữ liệu, và mình cũng có những cái dashboard để mình tracking những cái chỉ số high level một cách nhanh chóng, và nhìn nó cũng đơn giản hơn để mình thấy được ngay cái tình hình hiện tại của cái business nói chung nó như thế nào, và mình thấy được những cái KPI nào mà mình cần phải cải thiện để mà team marketing có thể họ giúp cho họ tăng được cái conversion rate ngay chính trong team, hay là nhìn ra được những cái điểm chưa được, hay là những cái điểm có thể cải thiện được từ các team khác để support, để giúp thực hiện cái mục tiêu chung, mục tiêu tăng trưởng chung của toàn công ty. Thì trong cái vận hành của marketing, Nguyệt nghĩ có những cái khó nhất á, nó lại không phải nằm ở cái việc mà mình structure cái team như thế nào, mình set cái KPI như thế nào, mà Nguyệt thấy là Nguyệt rất là đồng ý với cái presentation, cái point của anh Hoàng, đó là leadership. Ở trong cái bài này Nguyệt không có nói nhiều, quá nhiều về leadership ở trong team, nhưng mà để có được một cái team nó nhất quán, rõ ràng về mặt định hướng, về mặt KPI và về kết quả, hiệu quả, thì cái direction của cái team và cái cách mà mình chuyển cái direction đó xuống cho những cái team leader khác, những cái bạn manager của các cái team khác như thế nào, để họ hiểu rõ những cái mong muốn, những cái định hướng mà mình muốn làm, tự hoặc là định hướng của những cái người dẫn đầu, của người CEO, của người founder, và mình thực hiện cùng nhau, chung tay để thực hiện cái định hướng đó, nó mới là cái điều khó nhất trong cái marketing operation. Và cái thứ hai là khi mà là leader và lead cái team đó, thì có hai cái yếu tố và hai cái tố chất mà Nguyệt luôn luôn thực hiện, cũng như là khuyến khích các bạn trong team thực hiện, đó chính là cái ownership và cái teamwork. Thì Nguyệt luôn luôn cho các bạn một cái quyền chủ động để propose, để sáng tạo, để chịu trách nhiệm trên những cái việc của mình làm, và nhận được những cái appreciation, những cái giá trị từ cái việc của các bạn đang làm, cũng như là Nguyệt cho các bạn hiểu được cái sức mạnh của teamwork. Các bạn, tất cả các team cùng phải phối hợp với nhau để làm ra một cái kết quả chung. Thì đó là cái mà Nguyệt nghĩ là nó hơi thiên về soft skill, nên nó không phải quá nhiều về KPI. Thì là một trong những cái nhân tố mà tất cả các CMO hay là head của marketing, các bạn sẽ cần phải có rất là nhiều nỗ lực ở trong cái việc này. Thì Nguyệt cho một cái ví dụ để các bạn thấy là team của Propzy mình đang làm cách nào để mình kêu gọi cái tinh thần teamwork, làm cách nào để mình inspire được các bạn nhiều hơn, đóng góp, cống hiến và
và được ghi nhận, thì ở đây là một cái dashboard mà của team marketing. Cái dashboard này nó được chiếu ở trong tất cả các cái TV screen ở xung quanh bộ phận của marketing. Thì ngoài cái việc là mình chiếu lên những cái performance hiện tại, cái tốc độ đạt KPI của những cái team khác, những cái team business stakeholder ở trong team, thì mình còn highlight, mình còn làm những cái dạng kiểu như là bảng vàng để recognize những cái owner, những cái contributor mà nổi trội ở trong team, và những cái này nó được chạy real time luôn, cho nên lúc nào mình cũng có cái cơ hội mình vươn lên dẫn đầu và mình nhìn thấy được cái đóng góp của mình đối với lại KPI của toàn bộ team là như thế nào. Thì đây cũng là cái slide mà kết thúc cái phần chia sẻ, phần trình bày của Nguyệt. Nếu mà các bạn có thêm những cái câu hỏi gì, các bạn có thể đặt ở phần Q&A ha, Nguyệt sẵn lòng trả lời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Dạ, vâng. Rất là cảm ơn chị Nguyệt với lại cái phần chia sẻ rất là mang tính inspiring và giúp cho tất cả những bạn, cho dù là những bạn còn rất là trẻ, rất là young, cũng mới bước chân vô cũng có thể hiểu được một cái vận hành của một cái team marketing dưới góc độ định hướng công nghệ trong một cái công ty công nghệ thì nó như thế nào. Đặc biệt với lại cái góc độ là phải có một cái team specialize về grow, có một cái team có những cái team research, có những cái team về R&D, rồi cũng như là data phân tích dữ liệu bên dưới, thì em nghĩ nó rất là thú vị.